Nghệ sĩ đóng táo quân đời đầu, Minh Vượng sống chung với bệnh, Vân Dung xây biệt thự như lâu đài. Sống là nó thế, giàu thì nó ghét, nó đói rét thì nó khinh, mà thông minh thì là nó tìm cách tiêu diệt. Thôi, anh ơi, cho em đi thay quần. Nghệ sĩ nhân dân Tự Long, hạnh phúc viên mãn ở tuổi U50, là nghệ sĩ chèo, xuất thân từ nhà hát chèo quân đội. Nhờ thế mà nghệ sĩ nhân dân Tự Long được mệnh danh là táo hát hay và hát nhiều nhất triều đình. Nhìn cảnh toàn dân đua nhau bơi lội cứ như hội thi. Wow wow wow. Wow wow wow. Chát đòi trầu trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại được lên gặp mặt anh Hoàng. Gây ấn tượng với nhiều vai trò khác nhau, từ táo thoát nước, táo xã hội, táo thể thao. Lần nào nghệ sĩ Tự Long xuất hiện là y rằng lần đó cả buổi trầu được dịch nhộn nhịp. Hiện nghệ sĩ nhân dân Tự Long là sĩ quan quân đội hàm đại tá, nghệ sĩ chèo, diễn viên và MC. Năm 2015, anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và hiện là phó giám đốc nhà hát chèo quân đội. Không chỉ sự nghiệp rực rỡ, nam nghệ sĩ còn có cuộc sống gia đình viên mãn bên vợ là giảng viên của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Họ cũng vừa chào đón thêm cậu quý tử nhỏ. Nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng làm táo kinh tế nhưng giản dị, chất phác. Dường như vai táo kinh tế đã được đo ni đóng giày cho nghệ sĩ Quang Thắng khi xét về ngoại hình hay phong thái, giọng nói, không ai có thể làm tốt bằng anh được. Với chiếc mũi to thương hiệu, nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng cũng là một trong những táo được quan tâm và gây chú ý mỗi khi lên chầu. Bên cạnh nhiều quả là cây nhà lá vườn, thì các phương tiện mà táo kinh tế sử dụng cũng được thay đổi liên tục. Tuy khi lên chầu được vào vai người có tiền, vậy nhưng trong các vai diễn truyền hình cũng như phong cách sống thường ngày, nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng lại chọn sự giản dị, chất phác. Trước khi đạt được thành công như hiện tại, nam nghệ sĩ gốc Hải Phòng đã từng trải qua giai đoạn cực khó khăn, thậm chí là bốc vác, lơ xe để trang trải cuộc sống. Hiện anh đang có cuộc sống viên mãn bên vợ và ba con. Nghệ sĩ Vân Dung sở hữu khối tài sản cách xù ở tuổi U50, gắn liền với nhiều vai diễn qua các tiểu phẩm hài. Vậy nhưng hình ảnh táo y tế trong táo quân mới thực sự giúp nghệ sĩ Vân Dung khẳng định tên tuổi của mình. Giọng nói đặc biệt cùng điệu cười không lẫn đi đâu được đã khiến những vai diễn của nghệ sĩ Vân Dung khó lòng mờ nhạt. Một táo y tế lân lẹo, lúc nào cũng phải giải trình bởi đứng đầu ngành nhiều vấn đề nóng nhất đã được nữ diễn viên thể hiện cực xuất sắc. Thời gian gần đây, nữ nghệ sĩ xuất hiện trên các phim truyền hình với những vai diễn có phần trầm và sâu lắng hơn. Nhiều khán giả đã bất ngờ, xúc động trước những phân đoạn lấy nước mắt người xem của Vân Dung. Sau nhiều năm hoạt động trong nghề, nghệ sĩ Vân Dung sở hữu khối tài sản cách xù khiến nhiều người phải suýt xoa. Mới đây, nữ nghệ sĩ sinh năm 1975 hé lộ loạt hình ảnh mới về căn biệt thự vừa sang trọng, vừa bề thế như tòa lâu đài trị giá hàng chục tỷ chuẩn bị được xây dựng. Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung chọn viện dưỡng lão là điểm kết. Khác với đôi má đỏ hay hay cùng sự dí dỏm, duyên dáng của táo giao thông mà khán giả thường thấy trong mỗi mùa táo quân, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung ngoài đời lại là người đàn ông mang nhiều nỗi tâm sự và sự chuyên chuyên trong tình cảm. Xuất thân từ nhà hát tuổi trẻ, hơn 40 năm làm nghệ thuật, nam nghệ sĩ có sự thành công nhất định trong sự nghiệp nhưng cũng có nhiều tiếc nuối khi không giữ được hôn nhân với người vợ gắn bó hơn 30 năm. Nhân vật táo giao thông của nghệ sĩ ưu tú Chí Trung cũng là người tạo trend sau mỗi buổi chầu. Cách thoại của anh cứ nhẹ như lông hồng nhưng lại có thể gây cười cực mạnh. Ngoài đời, sau ám ảnh về sự đổ vỡ trong hôn nhân của cha mẹ và chính mình, dù đã có chuyện tình mới với bạn gái doanh nhân, nhưng nam nghệ sĩ lại không nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa và chọn an hưởng tuổi già tại viện dưỡng lão để không phiền đến ai. Bên cạnh vai táo giao thông trong Táo Quân, Chí Trung cũng từng khiến khán giả ấn tượng với nhiều dự án phim truyền hình ăn khách của VTV. Hiện anh đang giữ chức vụ giám đốc nhà hát tuổi trẻ. Nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng trở lại sau biến cố mất gia đình. Lần đầu xuất hiện trong Táo Quân của nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng không phải làm táo, mà là nhân vật đình đám mama chơi trong bộ phim Nàng Dae Jang Jeum. Khác với nhiều nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng không xuất hiện đều đặn mà chỉ thỉnh thoảng tham gia làm táo với các vai táo đầu tư, táo điện lực, táo giáo dục. Tuy ít nhưng lần nào nữ nghệ sĩ cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên và con cái của nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng lại không thuận lợi. Suốt 20 năm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ nghệ sĩ sinh năm 1961 vẫn đi về lẻ bóng. Đến với cuộc hôn nhân thứ hai, Minh Hằng mới thực sự có được hạnh phúc viên mãn, nhưng người chồng của chị cũng vừa qua đời, để lại nhiều nỗi buồn khôn nguôi. Vắng bóng màn ảnh thời gian dài do nhiều biến cố, gần đây khán giả mới lại được thấy nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng vui vẻ và đi làm phim trở lại. Hiện nữ diễn viên đang góp mặt trong bộ phim Giờ Vàng Đấu Trí. Ở độ tuổi U60 nhưng nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng vẫn còn rất trẻ trung và xinh đẹp. Nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng U70 tham công tước việc. Nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng đóng táo quân từ năm 2006 đến năm 2008, lần lượt thể hiện các vai táo kinh tế, táo cơ chế, táo đời sống và gây ấn tượng với lối diễn dí dỏm, hài hước, tự nhiên. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà những năm sau đó nghệ sĩ Minh Vượng không còn tham gia làm táo nữa. Đến năm 2018, nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng trở lại táo quân với vai táo Hưu Chí. Lúc này trông bà đã lão hóa đi nhiều nhưng vẫn còn rất nhiệt huyết. Hiện tại, khi đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, mặc dù gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, nhưng nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng vẫn luôn muốn làm nghề. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1958 ở Hà Nội, từng tốt nghiệp khoa kịch nói, trường nghệ thuật Hà Nội nay là Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng nổi tiếng với vai bà mối trong vở kịch Gia Kén, Kiều Nhung trong vở Vợ Chồng Dởm và để lại nhiều ấn tượng qua các tiểu phẩm hài của Gặp Nhau Cuối Tuần.
Thời gian gần đây, Minh Vượng vẫn thi thoảng góp mặt trong các bộ phim giờ vàng và được đông đảo khán giả yêu mến. Tuy nhiên, vì mang trong mình nhiều bệnh nên bà vẫn luôn phải mang theo thuốc bên mình để khi cần thì có cái dùng luôn. Chắc vì tình yêu nghệ thuật quá lớn nên đã luôn thôi thúc nữ nghệ sĩ ưu tú cống hiến cho khán giả, cho phim Việt. Để có một Táo Quân mỗi đêm giao thừa là sự nỗ lực của cả một ekip từ khâu kịch bản cho đến diễn xuất, trong đó có những đêm thức trắng tập của đội ngũ diễn viên. Giờ đây có thể có người đã rời xa triều đình, có người vẫn sẽ gắn bó với khán giả trong những đêm giao thừa. Nhưng dù thế nào thì họ cũng đã cống hiến hết mình cho những vai diễn, cho nghệ thuật và cho khán giả.